Là anh Khải, trời sao hũ có hộp mua để sẵn nó xong nấu anh Khải. Trời ơi, vậy qua đây ăn thôi mà. Bây giờ 1 giờ nấu nữa hả? Mới bao giờ mới đang học cái đồ chế biến ba cái này. Ví dụ như đây một hộp cá đúng không? Hành đúng không? Nhà trong tủ lạnh bây giờ nó có cái này thôi. Thành thử là tôi có cái này với cái này để tôi lên mạng tôi gọi tôi học để coi. Trời đất ơi, 1 giờ rồi anh Khải. Đó quá anh Khải, 1 giờ rồi. Anh ngồi anh nghiên cứu 2 tiếng đồng hồ mà chưa ra được cái món ăn nữa anh Khải. Thì tại cái món độc lạ, thành thử là tôi phải món cá hộp đi đâu độc lạ. Nè, món cá hộp thì chỉ cần cà chua nè, ớt nè, hành nè, chanh là đủ rồi. Có nghĩa là nếu mà không có thì mình ăn chay cũng được. Thì trong mấy cái món này là nó phải có những cái thứ này đúng không? Ừ. Nhưng mà không có thì chỉ có cái này không. Chỉ có hành và không có cà chua và không có chanh. Thành thử là tôi mới có trái ua để tôi nghiên cứu và chỉ gộp lại tất cả các đầu bếp nấu ăn trên Việt Nam mình. Tôi gom về tịch tụ vô cái ba cái món này để tôi chế biến ra cho ông một món ăn buổi trưa nay rất là thịnh soạn và ngon lành. Hiểu chưa? Trưa nay ăn hay trưa mai ăn? Trưa nay. Trưa mai. Trưa nay. 1 giờ rồi. 1 giờ thì ăn chiều luôn nha. Không, xế thôi, chừng cỡ 3 giờ có ăn. Chết tôi luôn rồi. Đó, bây giờ là mình phải, nó nói là phải sắc ổ qua ra nè. Đó. Ờ. Sắc hành nhỏ ra nè. Sắc ớt ra nè, sắc cà chua ra nè. Ớt không có, cà chua không có. Tủ lạnh không có hả? Chủ lạnh không có hết rồi, chỉ còn 3 món này thôi. Trời. Đó, bây giờ tôi làm nha chưa. Ừ. Đó, trước tiên á là mình phải lấy ổ qua ra. Lấy hột á. À. Anh làm sao anh đại đi ăn được rồi anh Khải? Tôi nói ông nghe nè, bây giờ còn phải nói nữa hả? Làm đại đi. Nói dữ quá. Bản năng của tôi là tôi nói. Ăn chiều hả? Ừ, làm ăn chiều ha. Mình bảo bữa trưa đi ăn 2 bữa thôi, ăn chi nhiều. Ê, có làm bao nhiêu đâu mà. Tính ra là ông nói nhiều hơn tôi đó. Không, để tôi làm ông ha. Ông muốn ăn chiều hay ăn tối? Mình đã sắc sợi ra thì mình cắt luôn thôi chứ để chi chơi. Ờ. Đó, nha, đúng không? Lấy đáng lý là mình có cái gì đó. Cái muỗng á. Ừ. Mình lấy nhanh hơn là cái tay ha. Đó là cái cách của tôi. Còn cách này là mình phải sắc. Ừ. Đó, mình sắc vậy nè, đó thấy không? Ừ. Thấy không? Ừ. Đấy, mà sao nó phạm ta? Anh cũng từ ông có đừng hối tôi học cái nước ngón tay là cái đó là làm sốt màu đỏ đó mọi người. Mà sao mình đi lên cái này lại lên cao vậy ta? Mình xuống ngày lỡ cái dao bén nó sẽ lấy miếng thịt của mình. Đúng rồi. Đúng không? Ừ. Đó, thôi kệ, cứ từ từ đi, cứ từ từ như vậy đi ha. Thì cắt từ ông lại vậy. Mình đi xong rồi luôn anh Khải. Mình sắc từ từ vậy cùng, thì anh có cho em ăn không? Cho, nhưng mà mình phải bảo vệ cái tay của mình. Hiểu không? Đó. Đó, mình sắc nha nè, để sắc từ từ thôi. Cô lại đây nè. Lát nữa tôi lấy tôi pha chế vô. Nhưng mà tôi ghét cái này nè. Cá đồ hộp bây giờ thay vì mình lấy cái nắp mình dặn lại cái mình mở ra là đương nhiên là được rồi. Đúng. Bây giờ bắt đầu cái nó chế cái này làm cái gì? Bây giờ em nói nha. Đúng không? Vô lý. Cái nguồn gốc của đồ hộp bắt nguồn từ đâu? Nước ngoài, Mỹ. Là đồ hộp là trùm. À, Mỹ ngày xưa rồi. Đúng rồi, đồ hộp không à. Đúng rồi. Mà người Mỹ á, làm cái gì á, người ta cũng cầu kỳ và màu mè. Gọi là bài bản á, không giống như là mình đâu. Mình là chặt to không à. Mình là chất lượng đúng không? Ừ. Ngày xưa người Mỹ làm cái này á, đa số ngày xưa làm là làm nắp vặn. Đúng. Đúng. Nhưng nắp này nó lại là có cái này. Biết tại sao không? Sao? Tại vì á, cái này á, muốn ngon hơn á, là phải thêm gia vị sắc, hành, sắc, cà chua, sắc vô. Ừ. Đúng không? Ừ. Ok, nên người ta mới chế ra cái này mà không ai nghĩ ra. À. Anh nhét content vô. Khui ra vậy? Khui ra, thì em sẽ nói cho. Cái khui thì ai cũng biết rồi. Nhà sản xuất tính hết cho anh rồi. Sợ anh ăn cái này mà anh bị đứt tay, anh lại đổ thừa nhà sản xuất. Chính vì ăn cái của ông tôi mới bị đứt tay, tôi sẽ kiện ông ta tòa. Sao nó không có ghi cái lời đó ta? Nó không ghi đó. Nó sợ như vậy. Anh cứ gỡ đi, em sẽ nghĩ là nó suy nghĩ trong đầu đúng không? Đúng, nó sợ anh kiện ra tòa. Cho nên nó mới gắn làm cái này cho anh nè, sợ mình đứt tay. Ê, tôi thấy vậy nè, đó là vậy đúng không? Ừ. Mình ngã ra mình dặn ngược lại. Đi dặn ngược lại nha. Ừ. Đó rồi ông mới dỡ lên. Kéo ra. Đó. Đó. Rồi ok, cái đúng này. Không? Đúng không? Đúng. Rồi thấy chưa, thấy tôi hay không? Hay. Anh làm sạch giùm em cái đi. Rồi liếm đi. Trời đất ơi. Chù. Đang đói anh Khải, anh đừng có hành xác mà. Không, mà nó cũng ngon. Không mặn, phải ngon chứ. Không mặn. Người xưa người ta kêu liếm có chừng đứt lưỡi. Không, tôi liếm không đứt đâu. Rồi sạch rồi đó. Ok, bây giờ nè, em sẽ nói cái nguyên lý tại sao mà người ta sợ bị kiện nha. Người ta sản xuất cái này ra ép buộc là mình phải nêm nếm cà chua hành ngò vô. Mình ăn nó mới ngon. Rồi sao? Chứ ăn không bao giờ ngon. Và khi mà mình cắt á, mà đứt tay là mình kiện nhà sản xuất. Vì tôi ăn cái này cho nên tôi bị đứt tay, tôi kiện. Bên Mỹ nó vậy á.
À bên Mỹ nó vào. Ừ, em chém gió vậy thôi, không biết vậy không nha. Em chém gió cho vui thôi nha mọi người. Ok. Ông mà ông nói tiếng Việt bên Mỹ nó không hiểu đâu, ông khỏi làm. Đâu nha. Cho nên nó sản xuất ra cái này để giúp anh cắt không bị đứt tay. Anh không biết. Cái này làm sao mà cắt? Cái mục đích này là lúc bảo vệ anh. Tại vì em nói bên Mỹ á, người ta làm rất là màu mè, cầu kỳ. Nha. Nha. Đồ rồi, hiểu. Anh đây vô, anh làm cho mọi người coi nè. Hiểu. Đó, cái nguyên nhân người ta làm là như vậy đó, chứ không phải tự nhiên người ta làm như vậy đâu. Đồ. Đó, đó nha. Vậy là sắt đúng không? Đó. Đồ. Đó. Vậy là mình muốn ăn cái này là phải nó chế tạo cái này để cho mình khỏi kiện người ta. Đó. Lý do là phải ăn cái này, phải chế biến cái này kia để nó khỏi đứt tay. Lỡ đứt tay thì sao? Chính tôi ăn hồ ông tôi bị đứt tay. Đó, đó. Phải cắt cái này chế cái kia đúng không? Cho nên mọi người mà hay ăn đồ hộp, mọi người không nghĩ ra người ta sản xuất ra cái này cái mục đích là để bảo vệ tay của chúng ta. Đó, chúng ta để vậy thôi nè. Đó, anh mở ra mọi người coi nè. Cái này nó sản xuất vừa ngón tay chúng ta. Khi chúng ta giật lên, chúng ta sẽ bẻ xuống một xíu nữa để cho nó có độ sát vô. Đó, anh nhét vô vừa. Đó, nhét vô. Đó, nhét vô. Đó. Ở đây là nó vừa sát ngón tay ta ra phải không? Đó. Đúng. Anh để vậy là anh cắt. Để vậy là bắt đầu anh điểm cái điểm của mình cắt nè. Đó. Em sẽ coi chừng chắc hồi nó khỏi ăn luôn. Đó. Rồi bây giờ dở lên. Hơi chặt xíu. Sau thì xíu. Rồi ok. Đó. Đó vậy đó. Đúng không? Ừ. Đồ muốn sao bao nhiêu tùy canh đúng không? Đó. Là cái này cứ lật gạt gạt. Đó. Ok. Sống 41 năm cuộc đời bây giờ mới biết. 41 năm ăn cá hộp bây giờ mới biết. Tính nghĩa là người Mỹ. Tôi nói người Mỹ thì mình nói vậy thôi chứ Việt Nam mình cũng ăn quá trời vậy. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà cái này công nghệ là mình học. Tôi nói vậy được không ta? Bên Mỹ người ta ăn màu mè lắm, người ta ăn dùng nĩa, dùng ăn ở Việt Nam có đồ này dùng nĩa đâu. Đúng rồi, nhưng mà khi nó làm cái này là buộc thế phải chế biến gia vị này nọ nó đúng. Như đây. Mà một khi mà mình ăn đó phải có gia vị để mình chế biến, mà trong khi có chế biến mà bị đứt tay. Đứt tay từ cái món của nó. Từ cái món ăn của nó. Ừ. Bị kiện. Ừ. Người dùng kiện. Ừ. Tôi ăn cái món đó tôi chế biến bị đứt tay, kiện ông. Ừ, tại sao anh không sản xuất ra thêm một cái đồ để cho tôi đỡ ngón tay? Anh sản xuất ra anh phải có trách nhiệm, anh phải bảo vệ tôi. Đúng không? Cái đầu nó cao ghê thì nó suy nghĩ được cái mức độ là chế biến là có nhiều khi có sẽ bị đứt tay nếu như một người không khéo léo. Ừ, cho nên mấy cái máy tay của anh á luôn luôn phải có đồ chụp nữa, sản xuất ra phải có đồ bảo vệ cho người tiêu dùng. À đúng nếu, không nếu mà không có đồ chụp bảo vệ là đứt, mình đi kiện rồi. Đi kiện chính tôi xài đồ của anh, tôi bị tai nạn, tại sao anh không sản xuất đồ bảo vệ cho tôi? Là ok nha. Bây giờ tôi sẽ kiện một cái này. Từ cái chỗ này tôi sẽ kiện chỗ này. Cái gì? Từ ngày tôi cưới vợ tới giờ, vợ tôi xài riết mà tôi héo vậy đó. Tôi phải kiện cái vụ này. Anh kiện đi. Tôi kiện. Thôi giờ xong rồi đó. Okay. Để tôi vô tôi chế biến. Nói chung là rất đơn giản nhưng mà rất hay mà không ai nghĩ ra. Ok. Mọi người cứ áp dụng đi, tôi đảm bảo rất là ok nha, thiết thực trong đời sống. Đúng okay. Rồi, hay đó, hay. Nói chung là đây chỉ là một câu chuyện vui thôi nhưng mà cái cốt lõi của nó là cái công dụng nó rất là hay nha. Mọi người cứ lưu lại sẽ ngày dùng nha. Nhớ đăng ký bật chuông. Rồi, ok, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Thôi bây giờ lỡ là tối ăn luôn ha. Chứ giờ trễ quá rồi ăn gì. Nãy tán lý nãy giờ nếu mà không có cốt chuyện của ông nói á là đã xong hết rồi. Giờ ông ngồi ông nói riết bây giờ tôi hết làm được rồi. Cất tối ăn. Chết đói vì tụi nó nhiều đúng không? Đúng.